Kênh YouTube Bonsai Lợi Nguyên thân ái mến chào tất cả các quý khách hàng gần xa nha. Đến với clip hôm nay, anh Lợi cũng vừa sưu tầm một số món hàng mới về với bà con của mình nhé. Xin chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Thì hôm nay là clip này giao lưu với bà con một số đồ đồng và đồ gốm xưa và tranh xưa nha bà con. Thì qua số điện thoại em 0772 8772 78 nha. Hôm nay là em làm clip này là thứ 433 nha bà con. Đầu tiên vô là mã số 1E. Đây là một cặp sư tử nha, sư tử đồng rất là đẹp luôn bà con, mình xem giùm em. Đây, giờ rất là lực lưỡng nha bà con. Cặp này cũng rất là nặng nha. Thì cân nặng là từ 7 kg mấy 8 kg nha bà con. Đây, khoảng 7 kg mấy nha. Đây. Chiều cao này em đo là 28 nha, chiều cao 28. Còn chiều dài tổng thể luôn là 38 nha bà con. Quanh bụng của con sư tử này là 28. Rất là đẹp nha. Một cặp. Đây bà con mình xem đây. Đây. Bà con mình xem đây mặt kinh đế đây nha, rất là nặng nha bà con. Đây, một con đực một con cái nha bà con. Đây con đực và con cái. Đây. Cặp này em giao lưu bà con có giá là 5.200.000 đồng nha. Đây 5.200.000 đồng là em bao ship tận nhà cho bà con của mình luôn nha. Rất là đẹp nha bà con. Đến với mã tiếp theo là mã số 2E. 2E này là một con nai. Đây con từ lộc đó nha bà con, rất là đẹp nha. Con này thường người ta để chai rượu farm lên đây nha, dòm rất là hay. Chiều cao này em đo là 28 nha bà con. Còn chiều dài như thế này khoảng chừng 22 thôi. Em đo tổng hình đế cho bà con mình luôn. Tổng hình đế là 57 nha. Đây xem đây. Con này thì cân nặng thì khoảng tầm 2kg thôi nha bà con, 2kg. Đây, con mình xem giùm em. Đây, dùng để chơi cụ lên đây đây nha. Xoay nhẹ em xem mặt sao. Đây, bà con mình xem rất là đẹp nha bà con. Nặng 2kg. Và giá em giao lưu bà con của mình là 2.300.000 đồng nha. 2.300.000. Đến với mã tiếp theo. Đây là mã số 3. Mã số 3E nha bà con. Đây là một con ngựa mã đáo đứng trên là một đống vàng luôn. Con mình xem giùm em. Đứng trên thổi vàng lớn nha. Đây con ngựa này cũng nặng trên 5kg nha bà con, tầm 5kg trở lên nha. Đây chiều cao này em đo là 36. Đây còn quanh đế là 64 nha bà con. Rất là đẹp nha, ngựa mã đáo. Đây tượng trưng là cho mình là ăn mã đáo thành công nha bà con. Em giá giao lưu bà con của mình là 3.500.000 nha. Đây nặng 5kg. Đây 3.500.000 đồng. Mọc rất là đẹp ha bà con. Rồi khỏi luôn. Tiếp theo đây là mã số 4E này có một cái sâm trầm treo nha bà con, tùng hạt rất là đẹp luôn, bằng đồng luôn nha. Chỉ có dây này thì nó bằng dày thôi, cái này là bằng đồng hết. Cái này cân nặng cũng khoảng tầm 1kg trở lên tới 1.5kg nha bà con. Chiều cao này em đo là 28 nha. Đây còn cái trái đào này là khoảng 35. Đây con mình về để trầm hương gì đây mình đốt nha bà con. Rất là đẹp nha, giống như là một cái cây khô mà treo lên vậy đó nha bà con. Đây. Rồi cái này em giao lưu bà con giá 1.900.000 nha, 1.900.000 đồng. Bao ship bà con mình toàn quốc luôn. Qua số điện thoại của em là 0772 8772 78 nha bà con. Đến với mã tiếp theo. Đây, mã số 5. Mã số 5 là em có một cặp cọp kim tiền nha bà con. Rất là đẹp luôn bà con, mình xem giùm em. Đây. Đây, một cặp cọp kim tiền nha. Cặp này có chiều cao là 15. Còn chiều dài tổng thể luôn là khoảng 45 nha bà con. Còn quanh bụng của con cặp là 26 nha. Đây rất đẹp cho bà con của mình luôn. Cân nặng này là gần 9kg, khoảng 8kg mấy nha bà con. Đây rất là to. Đây. Thì sang năm cũng là năm con cọp, bà con mình sưu tầm hàng này về thì rất là tốt nha. Đây rất là nặng nha bà con. Con đế đây. Cặp này em giao lưu bà con có giá là 4.400.000 nha, 4.400.000 đồng. Đây bao gồm phí ship cho bà con của mình luôn nha, một cặp nha bà con. Rồi mã tiếp theo là mã 6E. Em có một cặp bình bông. Đây bình bông là mã đáo thành công luôn nha, bát mã. Đây 8 con ngựa nha, một cái bình một bên là 8 con ngựa. Bình này cũng khoảng tuổi đời cũng gần 20 năm nha bà con, khá cũ. Chiều cao là 21 nha, đường kính miệng là 6 phân thôi. Hoành tổng là 31.
con mình xem rất là đẹp nha bà con. 2 kg, nặng là tầm 2 kg đi nha. Đây, một bên là 8 con ngựa nha, 100 mẫu hết nha bà con. Mã đáo thành công. Con mình xem giùm em rất là đẹp nha. Cặp này giao lưu bà con có giá là 2.500.000 đồng nha. Đây 2.500.000. Đến với mã số 6 là em có một cái bình hồ lô con rồng. Đây hồ lô con rồng nha, rất là đẹp luôn, dùng để mình chiêu tài hút lộc nha bà con. Chiều cao này em đo là 18 nha. Hoành tổng là 30. Đây. Con rồng nổi luôn, rồng phun nước nha bà con. Họa tiết chạm nổi rất là đẹp nha bà con. Giá giao lưu cho bà con của mình là 800.000 nha. 800.000 đồng. Đến với mã tiếp theo là mã 8E. Đây một cái sông trầm voi luôn, rất là đẹp bà con mình xem đây. Đây giống như là một cái tháp đi nha bà con. Chiều cao này em đo là 25. Hoành tổng luôn nha là 48. Đây mặt bên trong đây nha. Để bà con mình để châm hương giờ mình đốt nha. Đây. Bốn chân này là bốn con voi giờ rất là đẹp. Cái châm này thì nặng thì tầm khoảng là 1 kg mấy thôi nha bà con. 1 kg mấy 2 kg trở lại thôi nha. Giá giao lưu bà con của mình là 2 triệu nha. 2 triệu đồng. Tiếp theo là mã số 9 nè. Đây là một con gà giữ tiền nữa nha. Đây con nghe bà con mình tuổi gà thì mình sưu tầm nha bà con. Chiều cao này là 19. Hoành đế là 24 nha bà con. Đây gà đồng. Cân nặng là khoảng tầm 1 kg rưỡi tới 1 kg nha. Đây. Đế đây nha bà con. Gà giữ tiền. Giá giao lưu bà con của mình là 700.000 nha. 700.000 đồng. Tiếp theo là mã số 10. Đây mã số 10 này em có một cái điếu bát nha. Cái cò điếu. Cò điếu nha bà con, bằng bạc nha, cò điếu bạc. Chiều dài tổng thể là 36 thôi. Đây, con mình xem. Có cái mặt hình ông Phật Di Lạc nha. Con này là ta chạm nổi hết, đầu sư tử đây nha bà con. Cò điếu này báo giá là 1 triệu nha bà con. Đây, bà con mình xem giùm em rất hàng là đẹp nha. Hàng xưa cũ đó, chuẩn xưa luôn bà con. Đây bà con mình xem. Những cái lục lạc à. Người ta làm rất là sắc sảo nha. Đem coi mấy cái màu này là một con nổi như con phụng hoàng vậy nha, con rồng phụng. Rồng phụng, cò điếu rồng phụng nha. Rồng phụng đây, còn mặt dưới sư tử. Còn dưới là ông Phật Di Lạc nha bà rất con. Rất là hay nha bà con. Rất là đẹp nha đây. 1 triệu đồng nha. Giá giao lưu bà con 1 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Rồi. Đến với mã tiếp theo là mã số 11E. Đây em có một cái bức tranh xưa. Đây hàng sưu tầm nha bà con. Rất là đẹp bà con mình xem giùm em. Tranh này là tranh thủ công của người xưa, người ta làm qua tuổi đời 5 tháng cũng dữ lắm lâu rồi. Hàng này là tuổi đời từ 3-4-50 năm trở lên. Chứ không dưới nha. Cái này người ta chiều dài này bức tranh là nó 67 nha. Người ta đắp lên cái gì á. Còn chiều cao này là 49 như là đá mài ngày xưa người ta làm thôi. Em thấy giống đá mài. Nổi hết. Đây như là tranh mài vậy đó nha bà con. Tranh sơn mài vậy đó nha. Rất là đẹp. Dựng lên nè. Cặp nai nha. Thì qua thời gian 5 tháng nó cũng có bị lỗi chỗ này. Thì cũng xử lý rồi nha bà con. Tại vì cái khung này là khung zin của nó luôn. Xử lý keo rồi ha. Ừ đúng rồi. Hàng này là hàng xưa bao chuẩn cho bà con mình luôn nha. Cũng qua 5 tháng tuổi đời cũng dữ lắm rồi. Để cho bà con của mình mà yêu mến sưu tầm thì giờ mình sưu tầm cái mặt hàng này về. Có móc nó mình treo tường đi nha. Giá hữu nghị không anh Lợi? Cái này em giao lưu bà con giá chỉ là 700.000. Đây 700.000 đồng thôi nha, bao ship toàn quốc luôn. Đây 700.000 thôi nha bà con. Đến với mã tiếp theo là mã số 12E. Một cặp bình bông song long. Đây. Rất là đẹp bà con mình xem đây. Bình này là bình tàu nha bà con. Chiều cao này em đo là 42, đường kính miệng là 13. Còn quanh bụng bình này là 63 nha. Bình này là hàng tàu dễ tay 100% bao cho bà con của mình luôn. Rất là đẹp bà con mình xem giùm em, song long trân châu. Đây hàng làm tích 100% nha. Không hề có mà đắp giá chỗ nào luôn nha bà con. Đây. Rất đẹp. Cặp bình này thì em giao lưu bà con giá chỉ là 2 triệu thôi nha. 2 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Rồi đến với mã tiếp theo là số 13E. 13E này là có em có 2 cái dĩa nha. Đây. Dĩa này là cũng là của hàng tàu luôn. Đường kính là 34 nha bà con. Dĩa này là dĩa con công, rất là đẹp nha. Dĩa trưng bày. Dĩa này bao gồm có chân đế cho bà con của mình kèm theo luôn nha. Vậy bà con mình để chân đế lên nha bà con. Chân đế nhựa thôi. Hàng làm tích liền lạc hết bà con mình cứ yên tâm. Giá chỉ có 600.000 một cái thôi nha. Đây 600.000 đồng thôi. Còn cái này là những cô tiên nha bà con. Đây 12 cô tiên. Màu sắc rất là đẹp nha bà con.
Đây thập nhị cô tiên đó nha. Rất là đẹp, đường kính cũng như nhau thôi. Giá cũng tương đương cho bà con của mình luôn nha. Đây 600.000 bao gồm chân đế cho bà con của mình vậy luôn nha. Bà con về bà con mình trưng bày rất là đẹp nha. Đây. Rồi, hỏi luôn. Đến với mã tiếp theo là mã số là 14E. 14E này là một bộ ba, hai cái bình và một cái dĩa. Rất là đẹp luôn, hai cái bình bông mình trưng bày nha. Hàng này rất đẹp nha bà con. Đây hàng này là cũng hàng bây giờ. Hàng này này chế tác theo phong cách châu Âu nha bà con. Cái cao nhất là 22 chiều cao nha bà con, còn cái lùng này kế này là 15 thôi. Còn cái dĩa thì đường kính là 20. Và hoành bụng lớn nhất cái này là 41 nha. Em cầm lên cao cho bà con mình giới thiệu từng món. Đây bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Bộ 3 món nha bà con. Hoa văn rất là đẹp nha. Mặt đế luôn anh ơi. Ở này đây. Người ta có để mấy cái nút này để cho mình để đừng có bị cấn á bà con. Này hàng mới ha. Đây mình có thể cắm hoa cắm bông vô. Men rạng. Ba cái. Cái dĩa ở cái bình lớn luôn rồi. Sắc sảo đẹp lắm nha. Đẹp nha bà con. Bộ này ba cái này thì em giao lưu bà con giá 800.000 thôi nha. Ba cái luôn nha bà con, một bộ luôn nha. Giá rất là rẻ. 800.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đến với mã tiếp theo là mã số 15E nha. Em có một cặp đun trôi. Đây đun trôi thì vừa cũng đã giao lưu hết mấy bộ rồi nha. Hàng này là cũng hàng Biên Hòa. Hàng Biên Hòa gần đây thôi nha, khoảng chừng mười mấy chục năm đổ về thôi nha. Bà con mình về mình để những cây bonsai lên mình trưng rất là đẹp. Mình để trước cửa nhà của mình đó nha. Mình để những cây bonsai lên mình trưng. Đây. Chiều cao này em đo là 42. Hoành tổng luôn nha bà con là 115 nha. Còn cái đường kính miệng ở trên này là em đo là khoảng là 19 thôi. Hàng này là đều làm tích liền lạc hết em bao bà con mình luôn nha. Đây bà con mình xem giùm em một cặp. Giống hệt nhau luôn. Đây. Rất đẹp nha bà con. Cho xem mặt đáy anh lại. Đây, bà con mình xem đây. Rồi giá em giao lưu bà con mình 2.800.000 nha. 2.800.000. Đây hàng này thì em người ta cũng đặt em nhiều lắm đây, người ta trồng những cái kiểng bonsai đó nha bà con. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay nha. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con, nhấn chúc bà con là thật nhiều dồi dào sức khỏe. Và bà con nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những clip mới nha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào và tạm biệt quý bà con nha. Và hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em. Rất mong được ủng hộ nhiệt tình của quý bà con trong clip này cũng như những clip sắp tới nha. Mến chào và tạm biệt ạ.